Cẩm Ly dở nhất điều gì? Chạy xe đó, bây giờ không biết chạy xe gì hết trơn á. Em hỏi thiệt là hồi đó chị có tông ai không? Sao chị có tông vô cục điện không? Có một ngày kia nọ, lấy chiếc xe đạp để đi mua thuốc cho ổng. Xong rồi mới đạp một đoạn đường rất ngắn từ nhà chạy tới mới tới ngã ba của Tuấn Thành thôi. Bị tông. Hai người nó ủn nhau mà ủn nhau không có mạnh, bị xích cái móng ngón út. Dẫn chiếc xe lên mình không thể đạp được tại vì cái bánh nó quẹo. Nó méo cái bánh luôn. Nó méo xong rồi mà vậy là cái... không nhẹ đâu chị à, nó tông không nhẹ đâu à. Không biết nó tông sao nữa mà nói chung là cái móng chân thì nó sức mà nó rát nó đau. Về tới nhà bị mấy đứa giúp việc nó rầy. Rồi đó em không biết là chị có đi tiêm bằng lái không nha. Có nha. Lái số 8 đàng hoàng nha. Và em chúc mừng chị nha. Cái bằng lái đó bây giờ còn hiệu dụng không? Em nghĩ chắc cất luôn đi à. Không cần phải đổ cái bằng lái mới đâu à. Tới bây giờ là chưa bước lên xe máy chạy lần nào, chỉ có một tập chiếc xe đạp xe máy điện thôi chứ chưa lên xe máy. Thôi tốt nhất đi taxi đi cho nó lành. Dạ, em cảm ơn chị.